Rồi chào mọi người nha. Thì mọi người nhìn cái bộ này là mọi người biết mình cũng chuẩn bị đi làm cái gì rồi ha. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục đi cắm câu nha. Này đây là mấy cây cần câu của mình. Này cũng mười mấy cây á. Giờ cái mồi ngày hôm nay nè, có khác biệt một chút xíu. Đây là cái mồi nhái. Mồi nhái bữa đêm hôm bữa kia kia trời mưa mình bắt được con số nè. Dưới trong này có một mớ cá cá sặc con á, cá sặc con bữa mình đặt lợp nè, nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ mà được lắm á. Thì trước tiên mình lấy mớ này đi, cái đây đi cắm cắm nhái trước, mình gia vụ mình cắm. Còn cá sặc thì bữa nay mình giăng thiên la địa võng ở trong hào nhà mình đi trước. Ra ngoài ruộng ngoài này, mà chỗ mình nay người ta máy vô cắt cái ráo này, ha, máy vô cắt mới cắt hồi chiều luôn á. Hồi chiều này máy nó đem vô hai cái tổng lực quất sạch bách luôn, nguyên một cánh này, này. Ở đây cũng còn mấy đám này chắc ít bữa nó mới cắt, mấy đám này còn xanh. Còn xanh cái này còn xanh này, ít bữa nữa mới cắt chắc cỡ tuần lễ nữa. Đây còn mấy đám bên kia cũng còn đám nữa, bên đây đám bên kia đám, dưới phía dưới kia còn hai đám ba đám gì nữa hết rồi. Mấy đám này đợt rồi người ta xạ muộn á, xạ bị chết á, người ta xạ lợi. Để mình đi dao này dứt nó liền. Trời đang chuyển mưa à. Mây đen thui nè. Không biết sao đây. Thôi kệ chơi đại luôn. Hên xui mà. Vẫn là con đường cũ. Ở kinh này có lý ta. Có ai cắm hết luôn rồi. Cần câu ta cắm hết đây. Mình đi cắm câu đây được không ta? Hôm mai cắm luôn mọi người ơi. Mai cắm về, quyết định đi về chứ người ta cắm ếch rồi mình vô mình cắm nữa, đi qua đi lại mất công. Nghỉ bữa không sao đâu, về nhà cắm khu trong hào, tính đi ra ngoài kinh cắm, đi qua bên 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 này nè cắm, mà gặp người ta cắm ếch rồi thôi về về khu nhà thôi, về nhà khu nhà mình lùng sục khu nhà. Cái hào này hôm nay mình dí nó cũng bộn à. Nay tiếp tục dí nó thôi. Hôm nay cắm chỗ này luôn luôn chỗ này một cần. Nên về lát con nhái nó bơi bơi à, đó nó tung 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 à. Cá thấy là nó dứt à. Cá núp nó núp bên bụi rau muống bên này nè. Vậy đó, tối nay anh sẽ đến với em. Bên này tiếp tục. Giờ chuyển qua con cá này đi. Cá này mình rình hào nhà mình. Hào nhà mình cắm nhái là chết không được, chỉ có cắm cái món này thì được, hào nhà mình cắm cá này được. Nhưng mấy cái ống chúm đem về mình đặt không có gì hết trơn, đem về mình đây mình ngâm nước luôn. Đây làm cần đi. Hào mình có mấy cái hàng độc, có mấy cái hàng độc hàng lạ nên mình cắm bằng con cá. Những cái này con cá này móc ngay ngang lưng xương sống vậy nè, móc chút xíu thôi, móc mà vô ngay xương sống nó là gì nè, nó chết. Móc ngang ngang hông xương sống cắm vậy, cho chìm chìm vậy, nó lội dưới vậy nè, rồi lát nó thấy là nó bục thôi.
cắm con cá sạc này giống như con cắm con nồng nọc rồi đó, cắm cho nó chìm xuống mặt nước một chút cho nó lội lội luôn. Bên này vài cần thôi, không cần nhiều, vài cần là đủ rồi. Lỗ này được, lỗ dưới đó. Cắm như đây thôi. Chốt. Hầu mình là phải cắm cứng. Không thôi là mấy con lạ lạ nó vô một cái là phải rút cần luôn. Rồi chào mọi người. Bây giờ hồi chiều mình có cắm mấy cây cần câu ở dòng mấy cái hào ở nhà nè. Giờ mình đi thăm. Hồi chiều mình tính đi ra ruộng cắm, mà ở ngoài ruộng khu ngoài kia thì có người ta cắm mấy cây cần câu ớt á. Rồi mình không có ra ngoài đó cắm luôn. Vô cắm vòng vòng mấy cái hào ở gần nhà. Giờ mình đi thăm ở khu dưới này trước nè. Khu dưới đó mình có mấy cần, có đem theo cái xô này, trong đây có túi nhái với mấy con cá sạc, còn cái này là cái vỏ đựng cá đem theo để lỡ có khi mà dính cá mình đựng luôn. Thì do tình hình dịch bệnh lúc này nè, mình cứ đi vòng vòng nhà thôi, kiếm cá vòng vòng nhà để có ăn. Chứ chợ búa giờ cũng không có bán buôn gì hết. Rau rác thì nhà mình có. Rau nhà mình có đủ thứ hết. Rau gì cũng có. Muốn ăn cải thì có cải. Muốn ăn rau muống thì có rau muống. Còn muốn ăn bông súng thì ra kinh. Nhiều lắm. Bông súng khu mình nhiều. Mà được chỗ mình toàn là bông súng trắng thôi. Đây mấy cái đám ruộng này mới người ta mới cắt lúa hồi chiều. Mới cắt lúa ở chiều. Còn đám này chưa cắt, chắc nay mai đám này cắt giờ gì. Giờ đi thăm mấy cây câu dưới này. Khu này mình có cắm cần nè. Con cá còn luôn. Con này là chiều mình cắm con cá. Còn con cá sặc. Có con cá sặc kế bên đây nè. Cá sặc nó lội. Con mồi. Đây con cận. Ôi. Nó vô đây. Sảy rồi. Dướng cho hơi sảy. Cần này nó chui vô nó dướng, tưởng đâu dính giờ sảy. Ai ngờ không phải. Còn mồi. Chạy về thế này cũng dứt thôi. Ui, trời con ếch. Nhảy thì rơi được chứ. Không có ổn. Đây con cần. Không dính luôn. Con cá còn chạy. Ui. Cái này lúc nha. Lúc mà không dính luôn. Ồ, có con cá nó dướng với rau muống nè. Rồi dướng rau muống rồi dướng lưới nữa chứ. Đấy nha, cứu nó lên ngay. Chết luôn rồi. Nó rút xuống dưới cây lưới.
Cái lưới này người ta rào răng dăng ta trồng đồ á, lúc luôn. Lúc này cắm chết luôn. Được được được. Thế sao? Còn tươi là được. Bắt cá trước đi nè. Cá này cũng có 200 gram á. Có cá là vui rồi. Tưởng nó không có cá. Cắm con cá sặc này vậy chứ cũng hiệu quả ha mọi người. Xích ngoài này đi. Chỗ nào nó có dính luôn, không dính. Rồi, vậy đi. Bắt con cá vô. Cá đây nè. Mới chết luôn. Đó, vô rõ, đi thôi. Cắm cá sặc này cũng được chứ bộ. Thở ra. Rồi bây giờ để mình dọn về khu gần nhà. Gần nhà mình cũng còn mới nữa. Cũng còn 8-9 cây nữa. Với lại mình lại cái góc ruộng này nè. Góc ruộng này mình còn một cây. Cây cắm ngay chỗ cái đường mương á. Đây, mình cũng gần tới rồi. Đây con cần. Trời ơi. Con gì táp mà bay lên đây luôn nè. Bay cái cọng nhợ lên trên luôn. Đi vô mồi. Vô được. Cá táp ha, cua còi không biết. Đi vô con nhái lại. Đây. Nhớ là bỏ xuống thôi. Đó, nó tung tung vậy đi. Em nào lại là dính. Dính em. Hấp hấp vậy thôi. Cần này hết màu tiếp. Ghê ta. Dữ à. Hết mồi thì chê thì kiếm hết mồi. Nổi đi. Đi tiếp. Còn mấy cần nữa à? Ba cần nữa à? Cần này không dính nè, thấy đứng sững nè. Hết mồi luôn. Này có một cần hết mồi luôn như vậy, cắm mấy cần hết mồi mấy cần à, 4 cần mà hết mồi 4 cần đó. Ngoài đây rồi, bên này không dính luôn, thấy đứng sững chắc hết mồi nữa chứ đâu. Thiệt hết mồi ông ơi.
con cá này hơi bự nhưng mà không sao, chơi được. Mấy con nào miệng lớn lớn là nó rút hết à. Rồi hết cần rồi nha mọi người. Tổng kết đêm nay chỉ được một con cá lóc. Cá này, con cá nãy dính đằng kia giờ cứng mình luôn rồi, đi vô mần thịt nữa đã. Rồi chờ ngày mai, sáng mai là xét quyết định cuối cùng. Xét đầu tiên thì được 1-0 rồi. Cũng có cái phê nhưng mà phê này hơi nhẹ, không có phê dữ. Để coi sáng mai coi có phê dữ không, hy vọng là phê dữ ha. Chào mọi người buổi sáng nha. Bây giờ mình sẽ đi vô mấy cây cần câu vô. Thì hồi tối này mình đi thăm á, cũng được có con à, nhưng mà con đó cũng ổn ổn nha mọi người, cũng có cái mà phê. Giờ mình đi gom vô coi có con nào nữa không. Đây cây đầu tiên ngay chỗ bờ ruộng. Rồi con này, cây này không dính đâu. Ui, dính luôn. Trời ơi, tưởng đâu nó không dính chứ. Thấy con nhái nè, dính con nè. Thấy con nhái nó nằm đây nè. Rốt cuộc mình tưởng nó không dính, ai ngờ nó dính. Giờ làm gỡ con nhái ra, thả ra. Cây đầu tiên nha mọi người. Cây đầu tiên mới tới cái đám ruộng này. Gặp cây đầu tiên là dính con. Giờ vô mấy cây trong hào. Trong hào có 4-5 cây. Khu này là tối dính con này, trong cái hào đây nè. Đám này chừng nào cắt cậu Hiếu. Trời ơi, còn con mồi luôn. Còn con cá nó chạy nhảy. Cái sạc con bữa không đặt lợp nè. Một con ke ke như này. Dụng hả? Dụng á. Dụng nghe nó táp táp hả? Dụng nó đó. Đầu mưa á. Mưa đó. Nghe nó táp táp cái cắm xuống cây cái. Cái này không dính nè, thức đứng sững nè. Còn con cá luôn kìa. Còn cây cuối cùng gốc này không biết dính không. Rồi, không dính nè, đứng sững nè. Còn con cá luôn. Kì ta. Kỳ nhỉ. Ở đây là 6 cần mà dính được một con bờ ruộng. Còn ở cái hào này thấy ngon quá trời ngon luôn nè. Mà không dính con nào luôn, mà tối này cũng vậy. Tối này cũng không hết mồi luôn. Còn mé bên kia đường mương rau muống bên kia dính được con. Rồi đi về hào nhà thôi. Ok. Một con là cũng được rồi. Một con này với con hồi tối là cũng đủ ăn rồi. Nấu canh chua là đủ rồi. Đi về nhà coi còn con gì nữa không. Hy vọng về nhà có cái gì đó nó là lạ phê hơn chút. Về tới hồi nhà rồi. Cây mới chui vô cây này. Cây này nó gục đọt luôn à. Không biết dính không mà nó gục. Ôi con có chê. Ý, nó nằm đây nè. Bự ghê chưa. Chạp bá lửa luôn. Chết. Cá chê này, cá chê vậy. Chê gì, bự ghê vậy. Ê, xảy rồi. Tuột. Xảy hả.
dướng cây cộng dướng cộng rau muống cái nó giải cái xúc cái lưỡi hên quá bắt mày luôn. Cái chê này cái chê trắng trắng mà lai à. Lai cái chê phi á bắt luôn một con càng cao đây. Vô về hào nhà vô một cây đầu tiên là thấy dính này. Để tới đây coi cây này biết dính không, cây này thấy đứng sững à, dạ không dính. Không dính. Cái này hết mồi luôn. Ê. Ba cần rồi. Ba cần dính một con cá chê. Chê ha. Cái chê này lát đem vô chiên mắm gừng là hết bài. Để đây đi. Lấy cây này. Ôi cây này còn mồi luôn không kể. Như vậy. Còn con cá sạc luôn. Cái sạc nhảy tưng 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 đó, cái sạc cho thả hồi tối cây nào cũng hết mồi hết nhân giờ hết mồi giờ còn cây này có còn mồi nè như đó. Cây này hết mồi không, cây này hết mồi luôn. Cây này hồi tối mình cắm con tép nè, con tép trứng á, sáng nó ăn mất con tép còn cái lưỡi không, không dính con cá. Hào vậy chứ lâu lâu dính vậy đó, dính hàng đập ghê chưa. Trong cá lóc dính cá trê mà con cá trê thì nó cũng hay ăn mấy cái màu này lắm, mấy màu chạy nè còn nguyên. Nó yếu rồi, tối giờ nó giải trầy mình chốc giải hết trơn. Mình thải lên cái nằm im du đây luôn, nằm chỗ này luôn cá trê nè. Ồ. Đã. Này đóng cần câu còn con cá lóc đây nè. À. Con cá lóc này cũng được được. À. Rửa cho nó sạch sạch đi. Nó đừng rửa cái nó nhung ra. Cái trê này bấy mịn chân. Nó quậy á. Quậy bấy mình chưa. Buổi sáng này được một con cá chê với con cá lóc nè. Con cá lóc này cũng được được. Không đến nỗi tệ. Với hồi tối. Hồi tối được một con nữa. Cũng ổn ổn nha mọi người, được ba con cắm mười mấy cần, 15 cần được ba con. À, vô cũng có cái mà phê phê sướng sướng với người ta rồi. À, ở đây coi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cần với trong kia 3 cần nữa là 11 cần, một cần với đằng kia 3 cần nữa. Với đằng này 3 cần nữa mình gom lại luôn, quên nữa. 11 với 3 là 14. Chưa được 15.
14 cân. Dính được 3 con. Cũng ổn ổn. Rồi để đây. Giờ bắt mấy con cá vô nè. Để gốc cây này đi. Để nó gửi ra đi. Lát đem vô. Giờ đem con cá chê này với con cá lóc này vô nè. Vô làm thịt liền. Chiên nó ăn cơm liền. Mình xin phép mọi người mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Đừng quên để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký để mình cố gắng làm những video khác hay và hấp dẫn hơn nha. Đi vô nhà. Vô nhà rửa cẳng, rửa chân, làm cá, nấu cơm, ăn buổi sáng. Đây, để đây đi. Đó, nằm. Con này cũng bự lắm á, cũng bằng lớn hơn cùm tay mình á. Cái khoanh này nè, bự hơn cùm tay mình luôn. Con cá lóc kè cứng cứng nó phóng phóng phóng.